Cụ bà khỏi hẳn ung thư nhờ uống mật ong với thứ này mỗi ngày, thọ chỉ 100 tuổi. Xin kính chào cô bác đang theo dõi video trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày. Cô bác thân mến, mật ong được biết đến là một nguyên liệu không thể thiếu trong mỗi gia đình. Nó được sử dụng với nhiều mục đích khác nhau, từ làm nguyên liệu chế biến món ăn, một loại thực phẩm, rồi hỗ trợ chị em phụ nữ làm đẹp nữa. Tuy nhiên, theo Sống Khỏe Mỗi Ngày thấy, thì phổ biến nhất vẫn là dùng mật ong rồi pha thành đồ uống. Như thế thì phục vụ được rất nhiều đối tượng khác nhau. Cô bác thường pha nước mật ong như thế nào ạ? Theo Sống Khỏe Mỗi Ngày thấy, thì phổ biến nhất vẫn là kết hợp mật ong với nước ấm thông thường, đúng không nào? Cách này cũng rất tốt, song vẫn có những sự kết hợp khác tuyệt vời và bổ dưỡng không kém đâu ạ. Trong video ngày hôm nay, Sống Khỏe Mỗi Ngày sẽ chia sẻ với cô bác cách pha mật ong cùng với những nguyên liệu đảm bảo vừa thơm ngon, vừa an toàn mà lại dồi dào chất dinh dưỡng, càng uống lại càng khỏe da. Cô bác nhất định đừng bỏ qua nhé! Đầu tiên đó là kết hợp chanh cùng mật ong. Sau mật ong và nước ấm thì chanh mật ong cũng là một hỗn hợp rất quen thuộc và phổ biến với nhiều cô bác ở đây, đúng không ạ? Chỉ với hai nguyên liệu đơn giản này thôi là cô bác đã có một loại đồ uống bổ dưỡng, dễ chế biến và quan trọng là rất tốt cho sức khỏe nữa chứ. Lợi ích đầu tiên mà cô bác có thể nhận được từ hỗn hợp này chính là nó giúp cho hệ miễn dịch của cô bác luôn khỏe mạnh, nhất là vào thời điểm giao mùa và dễ ốm như bây giờ đấy cô bác ạ. Chanh và mật ong không chỉ có đặc tính kháng khuẩn mà còn giàu chất chống oxy hóa cùng với vitamin C rất tốt cho cơ thể. Đó là những lý do các nhà khoa học khuyên mọi người nên uống hỗn hợp chanh tươi, mật ong và nước ấm vào buổi sáng trước khi ăn để đạt được hiệu quả bảo vệ sức khỏe như mong muốn. Bên cạnh đó, chanh mật ong còn được sử dụng như một vị thuốc thiên nhiên để ngăn ngừa bệnh cảm cúm và viêm nhiễm đường hô hấp. Với cô bác bị cảm lạnh, ho, viêm họng, uống mật ong với nước ấm sẽ có tác dụng hiệu quả để làm ấm họng và làm dịu cảm giác đau buốt. Ngoài ra, nước mật ong còn có tác dụng trị ho do tác động của chứng đau họng gây ra. Cách này áp dụng được với cả trẻ nhỏ trên 3 tuổi và người lớn tuổi nữa, nên cô bác hoàn toàn yên tâm nhé. Nước cốt chanh cùng một chút mật ong cũng là cách rất tốt giúp cô bác loại bỏ độc tố ra khỏi dạ dày. Nếu cô bác ăn khuya hoặc ăn nhiều dầu và chất béo, chanh và mật ong sẽ giúp cô bác làm sạch dạ dày để bắt đầu ngày mới đấy ạ. Những cô bác nào ở đây đang gặp vấn đề về da như mụn trứng cá, sạm da, da xỉn màu thì cũng nên thử dùng chanh mật ong xem sao nhé. Vì trong quả chanh có các tính chất để kiểm soát dầu thừa và loại bỏ nó ra khỏi bề mặt của da. Khi sử dụng chanh mật ong, có một số điều mà cô bác nên lưu ý. Đó là thời điểm tốt nhất để cô bác uống là vào buổi sáng sau khi thức dậy. Sau một đêm, cơ thể sản sinh nhiều độc tố, nên nước chanh mật ong sẽ giúp đào thải độc tố có trong cơ thể. Cách uống mật ong với nước chanh đúng cách vào buổi sáng còn giúp tinh thần sảng khoái, minh mẫn, vì thế học tập và làm việc hiệu quả hơn. Ngoài ra, cô bác cũng có thể uống cả vào buổi tối, cũng giúp hỗ trợ tiêu hóa và đặc biệt giúp bạn ngủ ngon và sâu giấc hơn. Mật ong là nguyên liệu tự nhiên có khả năng an thần tốt. Vì thế, uống chanh mật ong sau một ngày làm việc căng thẳng sẽ giúp tinh thần cô bác được thư giãn tuyệt đối đấy ạ. Về cách pha thì rất đơn giản. Cô bác có thể pha nước mật ong chanh tươi uống hàng ngày bằng cách thêm khoảng 2 muỗng mật ong, một nửa quả chanh vào 1/2 cốc nước ấm. Chỉ cần bỏ hạt và khuấy đều là cô bác có thể thưởng thức thức uống tuyệt vời này rồi. Hoặc cô bác cũng có thể ngâm sẵn chanh, mật ong để dùng dần, cũng là một cách uống mật ong với nước chanh đúng cách. Loại chanh tốt nhất để ngâm là chanh đào. Sau khi rửa sạch, cô bác thái chanh thành từng lát mỏng và ướp vào hũ với mật ong. Bằng cách này, cô bác chỉ cần làm một lần mà sử dụng được trong suốt một năm. Khi cần, cô bác chỉ việc pha hỗn hợp chanh ngâm mật ong với nước ấm là có thể sử dụng. Thứ hai, đó là kết hợp mật ong cùng nghệ. Mật ong và nghệ vàng là những thực phẩm từ tự nhiên có tác dụng trong điều trị bệnh, cũng có thể làm thực phẩm ăn hàng ngày. Nhưng có lẽ là không phải cô bác nào cũng biết, khi kết hợp hai loại mật ong và nghệ này với nhau lại có hiệu quả vô cùng ưu việt trong việc chăm sóc sức khỏe cũng như sắc đẹp đấy cô bác ạ. Công dụng đầu tiên của sự kết hợp này
mà có lẽ của bác sẽ được nghe đến nhiều nhất, đó là dùng để hỗ trợ điều trị đau dạ dày, đúng không ạ? Một căn bệnh phổ biến hiện nay, hầu như ai cũng có thể mắc phải. Lý do mà nghệ mật ong có thể hỗ trợ điều trị bệnh dạ dày, đó là do hoạt chất curcumin chứa trong nghệ có thể ức chế vi khuẩn chống viêm nhiễm trong dạ dày và ruột, giảm thiểu tối đa các vết loét sinh sôi và sự co thắt dạ dày, từ đó sẽ tạo thêm khiên chắn cho niêm mạc dạ dày để giảm thiểu đau quặn cũng như chữa viêm loét, ngăn chứng đầy bụng ở chua. Mỗi ngày, cô bác có thể dùng 2 thìa tinh bột nghệ vàng cùng 1 thìa mật ong, khuấy đều với nước nóng uống hàng ngày sẽ nhận thấy hiệu quả rõ rệt. Dạ dày của cô bác sẽ giảm thiểu triệu chứng đau đớn, kích thích cũng như đầy hơi. Đồng thời, hệ tiêu hóa của cô bác vì thế mà cũng sẽ hoạt động tốt hơn và ăn uống cảm thấy ngon miệng hơn. Có cô bác nào ở đây đang bị mất ngủ không ạ? Nếu cô bác đang bị mất ngủ mà chưa tìm được cách nào để cải thiện, thì cô bác có thể sử dụng nghệ mật ong xem sao nhé. Sử dụng nghệ vàng và mật ong là một liều thuốc an thần hữu hiệu hơn bao giờ hết, vì chúng có chứa nhiều protein cũng như các khoáng chất hữu ích có thể bổ sung lượng dinh dưỡng cần thiết cho cơ thể. Khi uống bột nghệ vàng với mật ong cùng sữa và đun nóng ở nhiệt độ thích hợp, thì chúng sẽ tạo ra một lượng axit amin làm cho tâm trạng thoải mái, kéo dài tuổi thọ. Từ đó của bác cũng dễ dàng đi vào giấc ngủ hơn đấy ạ. Nghệ mật ong cũng là một cách giải độc cho gan rất hiệu quả đấy ạ. Hỗn hợp này sẽ giúp thanh lọc gan, làm sạch máu, gia tăng miễn dịch và diệt trừ vi khuẩn cũng như độc tố gây hại cho gan. Đồng thời, điều này còn giúp tái tạo tế bào, ngăn ngừa các vết loét, khiến cho cơ thể khỏe mạnh và làn da sáng đẹp. Tuy nhiên, cô bác chú ý là nếu dùng nghệ tươi quá nhiều có thể nổi mụn trên da. Nên tốt nhất hãy sử dụng tinh bột nghệ đã được điều chế và nano curcumin, vì chúng đã được lọc hết các tác nhân gây hại cho gan của bạn và chứa các thành phần dinh dưỡng thanh mát tốt cho cơ thể. Vậy nên, để đạt được hiệu quả tốt nhất là cô bác hãy sử dụng tinh bột nghệ chất lượng cao và mật ong hòa uống dưới 2 lần trong một ngày, không uống nhiều gây nóng trong. Cô bác lưu ý thêm là thời gian uống bột nghệ trước khi ăn 30 phút hoặc sau khi ăn từ 1 đến 2 giờ. Nên uống vào buổi sáng sau khi ngủ dậy, trước ăn ít nhất 30 phút hoặc vào buổi tối trước khi đi ngủ 30 phút. Ngoài ra, cô bác chú ý là không được uống quá ngọt, vì ngọt quá sẽ làm mất đi chất curcumin, làm giảm hiệu quả sau khi uống. Cô bác nên tìm mua loại mật ong nguyên chất chính hiệu. Mật ong bán tràn lan ngoài thị trường, giá rẻ hơn rất nhiều so với mật ong thật. Đa số đều được làm từ các chất hóa học, tạo mùi vị nó hoàn toàn không có giá trị, không mang lại những công dụng vốn có của mật ong. Trên đây là hai sự kết hợp mật ong rất tốt cho sức khỏe mà Sống Khỏe Mỗi Ngày khuyên cô bác nhất định phải thử. Sau một thời gian sử dụng, đảm bảo cô bác sẽ thấy sự thay đổi rõ rệt đấy ạ. Cô bác thân mến, mật ong rất tốt cho sức khỏe và là mỹ phẩm tuyệt vời cho sắc đẹp của chị em. Đây có lẽ là điều mà không cô bác nào có thể chối cãi được nữa, đúng không ạ? Tuy nhiên, khi sử dụng để làm đẹp, uống, chế biến trong các món ăn thì cần chú ý đến những điều mà Sống Khỏe Mỗi Ngày lưu ý dưới đây để tránh ảnh hưởng tới sức khỏe của cô bác và gia đình nhé. Vậy đó là những cấm kỵ nào? Mời cô bác cùng Sức Khỏe Mỗi Ngày tiếp tục theo dõi nhé. Thứ nhất, đó là nên uống nước ấm trước khi uống mật ong. Như cô bác cũng biết thì thời gian thích hợp nhất uống nước mật ong là buổi sáng. Nhưng nếu vừa ngủ dậy mà cô bác đã uống ngay một cốc nước mật ong thì không tốt. Qua một giấc ngủ đêm, một phần lớn nước của cơ thể bị chuyển hóa, mạch máu ở vào trạng thái tương đối nhầy nhớt. Thế nên, cô bác chỉ nên uống khoảng 100-120ml nước ấm sẽ làm loãng độ nhớt trong máu. Đồng thời, nước ấm cũng có tác dụng tránh kích thích huyết quản tim mạch và não bộ. Cô bác chú ý là chỉ nên uống nước mật ong sau khi uống một cốc nước ấm khoảng 30 phút đến 1 giờ. Vừa ăn sáng vừa uống một cốc nước mật ong sẽ có lợi cho nhu động ruột, có tác dụng thúc đẩy bài tiết, loại bỏ chất độc, dưỡng da. Thứ hai là những thực phẩm không dùng chung với mật ong. Hành, tỏi sống. Các chất có trong hành, tỏi sống khi gặp các enzyme hay axit hữu cơ trong mật ong sẽ gây nên các phản ứng hóa học có hại cho cơ thể, dẫn tới nguy cơ ngộ độc thực phẩm, tiêu chảy hay trương phình bụng ở người dùng. Chuối hột, sữa đậu nành. Thành phần thạch cao có trong chuối hột và đậu nành
có thể phản ứng với đường có trong mật ong, gây nên hiện tượng vón cục trong dạ dày. Điều này sẽ tạo cho cô bác có cảm giác khó thở, hụt hơi và đặc biệt nguy hiểm đối với những người mắc bệnh tim. Cô bác cũng nên tránh sử dụng mật ong với các sản phẩm từ đậu nành khác. Cua. Thịt cua và mật ong là hai thực phẩm kỵ nhau vì những chất dinh dưỡng có trong chúng có thể tương tác với nhau, gây hại cho cơ thể. Vì thế, cô bác không nên sử dụng mật ong trước và sau các bữa ăn có cua để tránh bị tiêu chảy, thậm chí là ngộ độc thực phẩm. Cá chép, cá diếc. Cá chép và cá diếc cực kỳ kỵ với mật ong. Nếu sử dụng chung, cô bác có thể bị ngộ độc kim loại nặng, thậm chí gây tử vong nếu không được điều trị kịp thời. Thứ ba là chú ý không đựng mật ong trong hũ kim loại. Khi mua mật ong về, cô bác chú ý là mình không dùng đồ kim loại để đựng mật ong. Tốt nhất dùng bình thủy tinh hoặc bình nhựa để đựng, đóng chặt nắp và bảo quản ở nơi thoáng mát. Bởi vì cô bác hình dung là đồ chứa kim loại đựng mật ong dễ gây ra oxy hóa, giải phóng ion kim loại, không tốt cho sức khỏe. Khi đó cô bác dùng mật ong sẽ mất hết tác dụng đấy ạ. Thứ tư là không dùng quá nhiều mật ong mỗi ngày. Mật ong tuy tốt nhưng cô bác tuyệt đối không uống quá nhiều. Mỗi ngày nhiều nhất cô bác chỉ nên uống 100ml. Không nên vì thấy mật ong tốt cho sức khỏe mà uống không điều độ. Mỗi ngày uống 2 cốc nước pha mật ong, mỗi cốc cho 1 thìa mật ong là đủ cô bác nhé. Thứ năm, không dùng nước sôi để pha mật ong. Tuyệt đối không dùng nước sôi để pha mật ong. Cô bác nhớ là mình chỉ nên dùng nước ấm khoảng 60 độ C, bởi pha mật ong với nước sôi sẽ làm mất chất dinh dưỡng cho mật ong. Có 2 cách để cô bác pha mật ong. Một là pha với nước đun sôi để nguội để uống vitamin C và dung môi oxy hóa của mật ong không bị phá hoại. Mùa hè uống cách này sẽ có tác dụng thanh nhiệt giải độc. Hai là dùng nước ấm pha với mật ong có tác dụng bổ trung ích khí. Nhiệt độ tốt nhất để pha mật ong khoảng 65 độ. Tuyệt đối không pha mật ong với nước nóng đang sôi của bác nhé. Hy vọng rằng qua video ngày hôm nay, cô bác đã hiểu rõ việc uống mật ong với nước ấm có tác dụng gì cho cơ thể rồi phải không? Mong rằng khi hiểu được lợi ích của thói quen này, chúng ta cùng cố gắng duy trì nó mỗi ngày để sức khỏe của bản thân ngày càng được cải thiện của bác nhé. Thời lượng của video ngày hôm nay đến đây là kết thúc rồi. Cô bác thấy những thông tin mà Sống Khỏe Mỗi Ngày mang đến có bổ ích và thú vị không ạ? Cô bác đừng quên để lại ý kiến góp ý, đánh giá cho Sức Khỏe Mỗi Ngày bằng cách để lại bình luận bên dưới video này nhé. Cô bác cũng đừng quên ấn đăng ký kênh để tiếp thêm động lực cho đội ngũ biên tập của kênh và chia sẻ những thông tin hữu ích này đến những người thân yêu của mình nhé. Còn bây giờ, xin chào và hẹn gặp lại cô bác trong những video tiếp theo trên kênh Sống Khỏe Mỗi Ngày.